Như đã hứa từ cái clip trước anh chị, thì hôm nay lại lên cho mọi người cái xe 100 nhập ý cuối 209 một đĩa đã qua form mới anh chị ha. À, ốc lát nè, rất là đẹp ha. Đây, những cái xe mà mẫu cũ, SHI mẫu cũ và 209 một đĩa mà anh chị nhìn những cái bát thắng này anh chị. Đó, xe này là thắng sau xài thắng đùm ha. Anh chị coi cái bát thắng này. Đó, nó mới tinh rất là đẹp như thế này. Nhưng mà zin theo xe anh chị ha. Rồi. Thì như anh chị đã biết là bữa trước có giao một chiếc xe cũng 209 một đĩa cho anh khách ở Long Khánh, Đồng Nai. Thì cái xe này á, nó ăn cái xe của cái anh đó cái là dàn ngoài nó đẹp hơn anh chị ha. Để mà đánh giá chiếc xe thì coi cái xe cái tầm tiền nó có xứng đáng với anh chị hay không ha. Rồi. Thì hãy quay cái bát thắng này, ốc lát này, phuộc này, thì cái xe này cái dạng phuộc của nó, cái phuộc sau anh chị là thay cái phuộc mới ha. Đây, anh chị thấy không? Phuộc này đã thay cái phuộc mới ha. Cái nào thay thì mình báo thay thôi. Xe cũng đã 15 năm rồi, không có tránh khỏi những cái việc phải thay. Nhưng mà em nói cái xe này nó có thể đẹp hơn cái xe của cái anh hôm bữa dưới Long Khánh ở dàn ngoài là lý do là sao? Mâm lửa này nó ok ha, bô bọng là nguyên zin hết. Đây, anh chị thấy bô là còn nguyên zin hết ha, rất là đẹp. Phuộc thì khỏi nói rồi, ok. Bát bát thắng, những cái bát này rất là đẹp, bô là nguyên cây zin. Còn cái bát này, bát bô là mình nó thay ha. À, tem này là nguyên zin, à, tem này nguyên zin ha, tem ý này nguyên zin này. Còn cái tem này là dán mới này, đó. Chia sẻ cho anh chị từng chi tiết rất là nhỏ luôn ha. Công tắc đèn nguyên zin, chưa mổ xẻ gì hết. Thì những cái xe công tắc đèn zin anh chị nên để, đừng có phá của nó ha. Và tốt nhất thì thay cái bóng led thì nó sẽ đỡ cái nóng cái chóa. Rồi. Còn lại cứ để im công tắc đi anh chị, đừng có ảnh hưởng tới đường điện của nó ha. Vỏ này thì đã thay vỏ mới nè. Đó. Phuộc này cũng có làm lại rồi. Như cái xe, nói chung được như cái xe mà 500 clip trước thì nó không được ha. Nhưng mà so với cái tầm tiền thì nó rất là được. Đó. Yên zin nè. Đó. Rồi, chao là anh chị, chao chưa mở rất là đẹp. Cục máy mà còn cả này, 209 một đĩa mà còn cả này thì rất là xuất sắc anh chị ha. Đó. Nãy quay anh chị đang gián đoạn có khách gái. Đó, anh chị thấy này. Rồi. Mở cái dàn thùng cho anh chị coi ha. Thì một chiếc xe mình phải coi ở ngoài. Rồi coi dàn thùng, ngay cả em đi coi xe cũng vậy thôi cô anh chị ơi. Dạ, cô anh chị phải coi ha. Rồi. Yên là cái da yên là da zin này đó. À, mình ok đó. Rồi bát nè. Đó, bát zin nè anh chị. Đó, lốm đốm như thế này nhưng mà bát zin anh chị ha. IC 921 đúng đời. Đó, những cái ốc bét vuông như thế này. Ốc nè. Còn rất là đẹp. Xe này thì sạc là sạc theo thạc sạc zin anh chị ha. Thay sạc zin. Còn kêu là sạc theo xe thì em cũng khẳng định đây có thể là không phải là cái sạc theo xe. Tại vì cái sạc này nó mới lắm. Đó. Mấy cái này thì nói cho anh chị biết thôi. Còn thực sự ra nó cũng không có phải quan trọng cái gì ha. Còn nhiều anh kêu cam kết cho tôi mâm lửa sạc rồi zin theo xe không. Thì em không cam kết vấn đề đó đâu. Cam kết ở đây nè. Đó. Cam kết ở đây nè. Cam kết ở chỗ này nè anh chị. Chao chưa mở nè ha. Máy móc có zin hay không. Còn nếu như anh chị mà muốn mở ra coi cái đầu đầu số thì chốt giá. Ok. Chốt giá em sẽ mở ra. Anh chị ngồi đây và anh chị coi. Và anh chị tự tin là mình là người đầu tiên mở cái nắp chao ra mình coi, mình kiểm tra con xe của mình. Mình xác định cái xe đó mình mua thì em sẽ mở ra cho anh chị kiểm tra, hoặc anh chị nào cứ thoải mái, cứ chết thoải mái ha, đem tới bất kỳ đâu uy tín theo anh chị thì anh chị cứ mở ra kiểm tra. Đó. Bây giờ mua bán thì không thể nào dối lừa được rồi anh chị. Đó. Từ ngày xưa tới giờ luôn chứ cũng bây giờ thì nó lại phổ biến hơn. Đó. Mạng xã hội phát triển lắm rồi anh chị, không thể nào làm điều đó được, cũng rất là ít người làm được đó rồi. Anh chị nếu thấy cái xe này ok ha, tin tưởng, xe đẹp, anh chị mua bán em biết là anh chị mua em á, nhiều khi là mua niềm tin nhiều hơn là mua cái xe. Đó. Nhưng mà cái xe nó phải phù hợp,
rồi mình cũng tiếp tục mình mua thêm cái lòng tin nữa, chứ không phải cái xe nó xấu mà mình đi mua cái lòng tin không thì nó cũng không đúng ha. Rồi 120 triệu bao vận chuyển, bao hồ sơ cho mình. Anh chị có nhu cầu là liên hệ em ha, qua số điện thoại 0979 570 189 anh chị ha. Rồi, xin chào em là mọi người nha. Chào mọi người. Quý chú anh chị mình có nhu cầu tham khảo thêm xe đắc ý, tham khảo tại website xe shnhap.com. Quý anh chị cứ Google và gõ xe shnhap.com viết liền không dấu nha quý anh chị. Sẽ ra trang web xe ở đây và quý anh chị sẽ tham khảo tất cả các dòng xe. Thì SH ý, SH Việt Kiều toàn bộ đều có đủ quý anh chị nhé. Thì ngoài ra thì trong này em có để một là thu mua xe cũ. Thì quý anh chị mình có nhu cầu thu mua xe cũ cứ alo em nha. Tất cả mọi loại xe, xe SH, xe 50, xe Taycan, xe số, xe tất cả các loại xe em đều thu mua quý anh chị nhé. Xe máy điện, xe đạp điện cũ đã qua sử dụng em cũng thu mua hết anh chị nha. Anh chị nào nhà mà có xe đạp điện này, xe máy điện này, nhà họ dư xài không có sử dụng nữa thì alo em đến tận nhà thu mua luôn anh chị nha. Quý anh chị ở các vùng lân cận Giang, Bình Dương em cũng thu mua xe hết. Quý anh chị có nhu cầu alo em số điện thoại 0979 570 189 quý anh chị nha.